Ok và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một trong những cái tính năng rất là mạnh và rất là hay và mình ứng dụng rất là nhiều ở trong cái thời điểm hiện tại ở trên cái panel TMX đó chính là cái công cụ ra hàng loạt này Đấy, cái công cụ ra hàng loạt này nó chính là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể xử lý được hàng loạt ảnh đó, ứng dụng ở trong xử lý hàng loạt cho những cái ảnh album này ở trong ảnh phóng sự cưới hoặc là ở trong ảnh kỷ hiếu này đó, rất là tuyệt vời và bây giờ mình sẽ lấy một cái bộ mình sẽ lấy vài cái tấm hình vào để Demo cho các bạn xem thử nhé Cái phần này ấy, khi mà mình chạy ấy, là mình sẽ Chạy hàng loạt này mình sẽ phải đưa vào trong Photoshop Cái nhược điểm của cái công cụ này đó chính là chúng ta phải đưa vào trong Photoshop các bạn nhé Thế thì khi mà chúng ta làm việc thực tế thực chiến ấy, thì Photoshop của chúng ta thì mình khuyên các bạn nên Nếu như mà số lượng ảnh nhiều ví dụ như là phóng sự cưới ấy, Thì các bạn mỗi lần chạy thì các bạn nên chạy khoảng 100 file thôi chạy nhiều quá thì sợ cái, cái máy của mình nó bị đứng Rồi còn cấu hình bình thường thì chúng ta chạy ít ảnh thì cũng tầm cỡ khoảng 50 file thoải mái. Như bình thường mình làm album cưới thì tầm cỡ khoảng 50 file thì mình chạy rất là thoải mái. Còn làm về phóng sự cưới là kỷ yếu thì chúng ta chạy tầm cỡ khoảng 100 file thôi. Nó có thể chia ra làm nhiều lần chạy mọi người nhé. Và cái chức năng ở đây nó chính là cái phần ra hàng loạt đây mọi người nhé. Thì mình trước khi nói về cái phần ra hàng loạt này nó chính là cái cái chức năng làm mịn đấy đó chính là ở trên cái phần mịn da AI này. Ví dụ như cái da này bây giờ mình chạy thử cho các bạn xem nhé Đó Thì khi mà mình chạy này Nó đang loát Đó khi mà mình chạy xong này Cái da nó sẽ như này Đó Nó sẽ rất là đẹp Da nó sẽ rất là đẹp và khối rất là chắc Và nó có một cái hay nữa đó là Nó sẽ lưu ra cho chúng ta Dưới dạng file PSD Và chúng ta có thể Ví dụ như ảnh của chúng ta mà nó bị chạy mịn quá Chúng ta có thể dùng hớt này chúng ta có thể lấy lại những cái vùng cần lấy ví dụ như là vùng mắt này nó và vùng mũi này đó, vùng miệng này đấy thế thì nó sẽ rất là hay ở trong cái phần là chúng ta có thể chạy ra hàng loạt để ra file được ra file PSD và khi mà chúng ta chạy xong file PSD chúng ta phải, sẽ tạo một cái action để lưu ra file JPEG hàng loạt và chúng ta không cần phải phải lưu từng cái từng cái một thủ công nó sẽ rất là lâu à, khi mà chúng ta chạy xong chúng ta muốn bôi lại những cái vùng mà chúng ta cần lấy thì chúng ta dùng brush này nhá nó dùng công cụ blur này, blur mềm nhá. Và chúng ta sẽ để mặt nạ đen nhá. Đó, ở trên cái frame là chúng ta để màu đen nhá. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Đó, thì nó sẽ rất là nó sẽ rất là ok. À, và bây giờ mình sẽ ứng dụng chạy để cho các bạn hình dung ra dễ hơn nhá. Ví dụ như cái file mình sẽ chạy này. Đó, mình sẽ chạy 1 2 3 4 hình. Bốn cái hình này thì các bạn ấn vào cái vùng ra hàng loạt này, nó sẽ nó sẽ hiện ra các bạn như này. Thì chúng ta sẽ xử lý các tệp đang mở này. Chúng ta sẽ lưu và đóng cái tệp tin này lại này. Đó, và chúng ta sẽ lưu cái phần để có nghĩa là cái phần lưu ra xuất ra thì chúng ta muốn xuất ra đâu ấy. thì ở đây là mình sẽ cho ghi tệp đó, ghi đề tệp nguồn luôn nhé và các bạn lưu ý cái phần này khá quan trọng này chúng ta sẽ lưu dưới dạng PSD nhé đó lưu ở PSD chứ không phải là lưu JPEG nhé đó bởi vì lưu JPEG ấy, thì chúng ta sẽ không bôi lại được cái da mặt đó chúng ta sẽ không bôi được lại cái da mặt để lấy lại những cái vùng khối này đấy nhưng mà ấy, nhưng mà lưu ý một chút này đối với ảnh cưới album cưới thì mình mới lưu psd thôi còn ví dụ như là ảnh kỷ hiếu hoặc là ảnh phóng sự cưới ảnh tiệc thì các bạn nên lưu jpeg nhá bởi vì sao bởi vì là cái khối khi mà nó đánh thì cũng rất là đẹp rồi Đấy, nhưng mà đối với album cưới thì chúng ta cần cái sự uh, album cưới thì chúng ta cần cái sự uh, gọi là chi tiết hơn này và chúng ta không muốn nó mạnh quá thì chúng ta nên lưu psd để chúng ta bôi trong trường hợp này thì mình sẽ chạy cái psd để cho các bạn xem nhé và mình sẽ bắt đầu ấn xử lý hàng loạt này chúng ta sẽ đợi trong một cái khoảng thời gian trong cái khoảng thời gian chúng ta đợi này thì chúng ta hoàn toàn uh, chúng ta có thể đi đâu đó chẳng hạn tầm chạy tầm cỡ trăm hình thì chúng ta có thể đi ngồi uh, ngồi chơi lướt điện thoại hoặc là chúng ta uống uống một cốc nước gì đấy chẳng hạn nó chạy cũng sẽ rất là nhanh các bạn nhé ok và sau khi chúng ta chạy xong ấy, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái folder check này các bạn sẽ để ý đây này ở đây ấy, nó sẽ để ra một cái folder là psd đây các bạn để ý thấy không nó sẽ để ra một cái folder là một cái sorry một cái file psd này đó, mình có thể để psd ra riêng như này nhé đó và các bạn đưa lại những cái file psd này vào trong photoshop này file psd này rất là nhẹ các bạn nhé nó không nặng như cái file psd khác đâu đó, bởi vì là nó chỉ dán một cái lớp bình thường ngay bên trên thôi đó thì các bạn để ý đây bây giờ mình sẽ bật tắt cho các bạn xem này đó cái khối da này rất là sạch rất là đẹp rồi này đó nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy lại những cái chi tiết ví dụ như là ở uh, trên môi này chẳng hạn này thì chúng ta chọn nhé nhớ chọn cái mặt nạ lớp này và chúng ta sẽ dùng bờ để chúng ta bôi này nhớ dùng bờ đen nhé đó để cái opacity 100% mình lấy lại này đó. mình lấy lại cái phần sống mũi này và các bạn khi các bạn lấy xong các bạn không cần phải dán lớp vào nhé các bạn không cần phải dán lớp vào các bạn cũng không cần phải lưu đó, các bạn lưu ý cho mình cái điểm này nhé Bởi vì đây là cái phần nó khá là hay Đó, mình sẽ Các bạn nhớ là ấn vào mặt nạ lớp nha Mình lấy cái vùng chi tiết chẳng hạn này Đó, như này Cái tấm hình tiếp theo cũng như thế Tấm hình này tấm hình này đó thì bốn cái tấm hình này sau khi mà chúng ta đã xử lý xong như này mà chúng ta muốn lưu ra một hàng loạt cái những cái bộ hình những cái tấm hình này ra file jpeg ấy, đó thì các bạn sẽ vào trong cái phần uh, file này Các bạn để ý nhé Các bạn vào phần file này Các bạn vào script này Đó Script này nhé Xong các bạn vào trong cái email này Thì ở trên cái email này thì mình sẽ giải thích một chút Đây chính là một cái bảng chạy uh, action uh, khá là hay Đó và nó sẽ giúp cho chúng ta chạy cái file JPEG ra cực kỳ nhanh này Ở đây chúng ta sẽ uh, lưu ra JPEG này Các bạn để ý thấy mình để sẵn cái file lưu ra JPEG này Và ở trong cái bảng này chúng ta ứng dụng được rất là nhiều thứ các bạn nhé đó, và ở đây là mình sẽ chọn này, mình sẽ chọn uh, xử lý những cái file mà nó đang hiển thị ở trên uh, uh, Photoshop này, nó. còn đây là chạy kiểu gián tiếp, có nghĩa là mình sẽ chạy những cái file nào mà ở ngoài. nó còn đây là mình đang làm trực tiếp ở trên này thì mình sẽ ấn nó lấy những cái file trực tiếp ở trên Photoshop luôn. đó và ở đây nó sẽ có cái thư mục xuất ra này, xem uh, in uh, same location, có nghĩa là mình sẽ lưu ra ngay ở chính tại cái một cái folder mới ngay tại chính cái folder mà mình chứa cái bộ ảnh mà mình kéo vào ấy nó cái folder PSD lúc nãy mình cắt ra đấy thì khi mà mình lưu ra JPEG nó sẽ tự có một cái folder JPEG ở trong đấy nó và các bạn lưu ý để ý thế này đó mình chỉ cần để là JPEG này và cái chỗ thân action này thì mình không cần phải tạo action các bạn nhé các bạn bỏ tích ra đó chỉ như này thôi và các bạn nhớ là để quay là 12 à 12 và như này các bạn ấn thân này thì nó sẽ tự động nó sẽ chạy ra đó OK và nó đã chạy xong rồi. Tất cả những cái file trên này thì chúng ta cần phải lưu nhé. Các bạn có thể nhấn Ctrl Q và các bạn có thể uh, uh, yết đi thì các bạn tắt luôn Photoshop cũng được. Còn không thì các bạn Vẹt uh, uh, tắt từng cái như này cũng được này. Các bạn không cần phải lưu nhé. Đó. Thì bây giờ nó đã nó đã có một cái folder là folder JPEG ở ngay trong cái folder PSD lúc nãy mình uh, cắt ra đây này. Đó và hầu như tất cả những cái file JPEG này đấy rất là tuyệt đúng không? Nó đã lưu sẵn cho chúng ta rồi. Đó. nhưng mà ấy, nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng cái thao tác cái bước này không ấy, thì nó sẽ chưa thực sự tối ưu về cái phần uh, chạy ra. Bởi vì sao cái chức năng chạy ra nó rất là đẹp. đấy nhưng mà nếu như mà chúng ta kết hợp thêm với Retouch Me nữa, chúng ta nhặt mụn nữa thì nó sẽ rất là tối ưu. đó nó sẽ rất là tối ưu và cái phần này thì chủ yếu là mình cũng sẽ ứng dụng nhiều ở trong uh, trong trong uh, thiết kế ảnh album cưới. còn nếu như mà làm trong ảnh tiệc với kỳ hiếu thì mình cũng ít dài. Và ở trong cái video sau thì mình sẽ nói cái phần này chi tiết thêm một tí à, Tiếp theo thì mình sẽ ứng dụng cái phần chạy ra hàng loạt này Một lần nữa ở trên cái những cái file ví dụ như là file phóng sự cưới nhé Thì mình sẽ lấy một cái bộ hình phóng sự cưới này Đó mình sẽ đưa vào trong Photoshop này Thì đối với những cái tấm hình phóng sự cưới khi mà chạy đưa vào trong Photoshop này mình chạy hàng loạt này thì các bạn sẽ ấn vào ra hàng loạt này, sau đó các bạn sẽ ấn xử lý những cái tệp đang mở này, lưu và đóng tệp tin này, đó. ở đây thì mình sẽ, ở đây thì mình sẽ lưu là zip luôn các bạn nhé, đây mình sẽ lưu là zip luôn này, đó. và chúng ta muốn ghi đề, uh, ghi đề lên tệp nguồn thì chúng ta có thể ghi thẳng luôn trên cái tệp này luôn mọi người nhé, đó. còn nếu như mà chúng ta mà làm với một cái lượng file ít mà chúng ta muốn nó khối ra đẹp chi tiết hơn, chẳng hạn, ấy, thì chúng ta có thể lưu PSD làm y hệt như file phóng file album cưới cũng được nhưng mà phóng sự cưới thì bình thường mình sẽ chạy thẳng zipex ra luôn và mình sẽ vào à, nếu như mà giả sử mà nó bị mờ thì mình sẽ căng nét thêm ở trong cái phần tăng nét đây này nó như mà bình thường là nó chạy sẽ rất là chuẩn chứ nó rất là ít khi mà nó bị bị bệt quá đó thì các bạn sẽ để vào đây và các bạn sẽ ghi ở đây mình sẽ ghi đề tèm nguồn luôn hoặc không thì các bạn có thể à, đổi tên nhé nó các bạn đổi tên thì nó sẽ có một cái file song song ở ngay bên cạnh đấy ví dụ như ở đây là mình ghi là à, mình có thể ghi là mịn chẳng hạn này chạy mịn này đó sau đó mình sẽ bắt đầu xử lý hàng loạt này đó. mình mình sẽ phải lưu ra một cái folder nhé mình sẽ phải để ra một cái folder đây đó. mình sẽ để mịn ra này đó mình khuyên các bạn khi mà các bạn làm giống như mình làm thì mình sẽ không tạo như này đâu mình sẽ chạy đè luôn các bạn nhé mình sẽ chạy đè luôn còn đây là sẽ tạo ra một cái folder khác Ê, bình thường mình làm là mình sẽ ghi ghi đề tạm nguồn này bắt đầu xử lý luôn này nhưng mà chạy ra JPEG này nó sẽ chạy rất là nhanh. Đó và các bạn chỉ ngồi chỉ việc ngồi đợi nó loát thôi. bật tí nhạc lên nghe này chúng ta cũng ngồi chúng ta ngồi đợi bình thường thôi đó nó rất là nhanh rất là nhàn không cần phải ấn từng cái từng cái một <laughs> cái này nó không có đòi hỏi cấu hình máy cao các bạn nhá cấu hình máy bình thường chạy vẫn rất là tốt Ok và sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ vào trong cái phần ghi đề tận nguồn đây này, này Đó mình sẽ lấy xem trực tiếp cái file này luôn nhé Đó Đây cái file này Đó cái da mặt rất là đẹp này Nó rất là mịn này Rất là êm luôn Đó các bạn có thể để ý này Đấy da mặt sẽ rất là sạch Và nó không có bị Nó không có bị mất khối các bạn nhé nó, Cái khối nó sẽ rất là đẹp Đấy cái khối nó sẽ rất là đẹp Và da mặt rất là sạch đây. Đó, ra mặt rất là sạch mọi người nhé Đấy chính là cái chức năng chạy hàng loạt khi mà chúng ta ứng dụng làm ấy thì nó sẽ rất là tối ưu Và đây chính là một trong cái công cụ mà tuyên bán nhận định là cái phần chức năng làm mịn da này nó đẹp Nó mạnh và nó đẹp nhất từ trước đến nay khi mà mình sử dụng Nó đẹp hơn chai nó đẹp hơn Skypinter Và nó đẹp hơn rất là nhiều những cái phần mềm plugin khác về chạy làm da thì cái công cụ này nó chạy ra rất là đẹp và giữ được cái khối chi tiết rất là tốt và các bạn uh, sẽ theo dõi thêm những cái video sau về mình uh, nói về những cái ứng dụng khi mà chúng ta tạo thêm những cái action để tạo ra những cái quy trình hàng loạt nó tối ưu hơn nó chất lượng hơn ok hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo